Nhiên, xin ái, chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Cali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam 1 do phụ trách. Và chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2023. Và thưa quý vị, như mọi lần tin tức diễn ra tại Hoa Kỳ rất là nhiều nhưng mà bản tin lớn nhất ngày hôm nay đó là cái tiết lộ từ một bồi thẩm viên tham gia vào đại bồi thẩm đoàn đặc biệt tại georgia điều tra ông donald trump và đồng minh đã can thiệp vào bầu cử tại tiểu bang này như thế nào đây sẽ là bản tin chính trong ngày hôm nay và quý vị biết vào ngày hôm nay thì tổng thống joe biden à, vẫn có mặt ở châu và vẫn tuyên bố ủng hộ một lần nữa khẳng định sự ủng hộ dành cho Ukraine bên cạnh đó thì Putin đang tuyên bố là đang có sự đánh giá lại cái hoạt động quân sự tại Ukraine và chúng ta biết là nga sau một năm tấn công Ukraine không mệt mỏi nhưng mà cho đến lúc này thì nga vẫn gặp từ thất bại này đến thất bại khác thất bại cả về mặt à, quân số cũng như là về mặt tài nguyên cũng như là về mặt vũ khí trên chiến trường tại Ukraine. Nhưng mà ông Putin vào ngày hôm nay cho biết là Nga sẽ rút ra khỏi hòa ước về vũ khí hạt nhân với Mỹ. Bây giờ chúng ta quay trở lại tình hình Hoa Kỳ. Nếu như ngày hôm qua có một cái vụ nổ cháy nổ lớn tại một cái nhà máy kim khí thì quý vị biết là đã có một người bị thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Thì vào ngày hôm nay, tại tiểu bang Florida cũng có một nhà máy bị cháy nổ và cũng đã gây ra thương vong. Và nếu như ngày hôm qua Hương Nhân chia sẻ với quý vị là bà Marjorie Taylor Green, nhà lập pháp Cộng hòa từ tiểu bang Georgia, người được xem rất có những cái tư tưởng cực hữu, vào ngày hôm qua thì một lần nữa bà tuyên bố kêu gọi là ly khai. Kêu gọi là tiểu bang màu đỏ, màu xanh nên tách ra và chính phủ liên bang nên thu gọn lại. Và cái tuyên bố này đã vấp phải rất là nhiều chỉ trích. Những chỉ trích hết sức là mạnh mẽ từ dân chủ tòa vạch ốc vào ngày hôm nay kêu uh, cho rằng lên án bà Marjorie Taylor Greene cái tư tưởng này hết sức là bệnh hoạn thậm chí những một số nhà Lập pháp Cộng hòa tỏ ra e dè và hôm qua Hân Nhiên chia sẻ là ông Cox, thống đốc, à, thống đốc Cộng hòa cũng đã cho rằng đây là ý tưởng hết sức là đen tối, hết sức evil, tức là quỷ quái và quý vị biết ngày hôm nay Marjorie Taylor Green giải thích như thế nào bà ta bảo rằng bà không bà ta không có ý là kêu gọi ly khai bà ta cũng không có ý tạo ra một cái cuộc nội chiến mà chẳng qua là bà bảo giống như đây là một cái cuộc hôn nhân vậy nếu như có một bên mà không có toàn tôn trọng bên kia thì tốt nhất là nên ly hôn ở đây dân chủ không hề tôn trọng bảo thủ không hề tôn trọng cộng hòa nói qua thì phải nói lại bà này như hương giang chia sẻ với quý vị là thực sự bà không có biết mình đang nói gì ngày hôm qua hương giang cũng đã chia sẻ với quý vị đó là bà uh, Liz Cheney gọi bây giờ bà không còn trong quốc hội nữa đây là một nhà cộng hòa bị chính ngay cộng hòa đã văng ra khỏi đảng của mình mà uh, bà Liz Cheney ngày hôm qua đã dạy cho cho Marjorie Taylor Green một bài học về hiến pháp bảo chính phủ của chúng ta được quản trị bởi hiến pháp và tất cả những cái viên chức hay là các nhà lập pháp dân cử khi mà tuyên thệ nhậm chức thì tuyên thệ là ủng hộ và bảo vệ hiến pháp của chúng ta thưa quý vị cái luận cứ mà bà Alice Cheney đưa ra hết sức là mạnh mẽ và nó là một cái cú về mặt kiến thức nó là một cú táp một cái gáo nước lạnh vào mặt Marjorie Taylor Green. Vào ngày hôm nay Marjorie Taylor Green vẫn tiếp tục bà ta bảo rằng những cử tri dân chủ khi mà họ dọn qua tiểu bang màu đỏ đấy tức là những cái cử tri những người dân mà từ tiểu bang màu xanh họ không có chịu nổi nữa ở tiểu bang của họ vì điều kiện sống đắt đỏ hay là họ không chịu nổi nữa những gì mà tiểu bang màu xanh dạy cho con em của họ ở trường học tức là họ không có chịu nổi nữa họ dọn đi sang một tiểu bang màu đỏ thì những cử tri này nên bị cấm bỏ phiếu trong ít nhất là 5 năm họ có thể tới đó sinh sống làm việc đem theo những cái giá trị của họ nhưng mà họ không có được bỏ phiếu thưa quý vị vậy thì còn những cái còn những cử tri từ tiểu bang màu đỏ thì sao? Nếu như vì công an việc làm họ dọn đến những cái nơi đất lành chim đậu thì như thế nào? Marjorie Taylor Greene lại một lần nữa cho thấy là bà ta đã không tức là nói ngang, nói càng, nói cuồng. Nhưng mà mục đích ở đây là gì? Bà ta không cần phải nói đúng, bà ta không cần phải show cái sự hiểu biết của mình bà ta nói để khuấy động cử tri căn cứ của mình. Đó là những cái cử tri cực hữu, đó là những cử tri mà lâu nay vẫn ủng hộ bà tới cùng. Đó là những cử tri mà cho rằng bà mới chính là người ái quốc. Xuất hiện trên một cái chương trình podcast vào ngày hôm nay, một cái chương trình podcast cực hữu, Marjorie Taylor Greene đã đưa ra lời kêu gọi như vậy. Nói như tòa bạch ốc, dân biểu này cái ý tưởng của bà bệnh hoạn. Thưa quý vị, bây giờ nước Mỹ, ngành lập pháp của Mỹ có những cái nhân vật như vậy thì nó sẽ đẩy nước Mỹ đi đến đâu? Mà cho đến lúc này đây, sau khi Marjorie Taylor Greene đã gào hết gọi Tổng thống Joe Biden đương kim Tổng thống Mỹ khi ông có bài diễn văn thông điệp liên bang. Bà ta gọi đương kim Tổng thống là người nói láo, người dối trá và cho đến nay thì bà vẫn chưa có gặp được bất cứ cái hành động nào kìm hãm kìm chân lại từ lãnh đạo của cộng hòa tức là lãnh đạo của cộng hòa để cho dân biểu này dân biểu ngông cuồng dân biểu chuyên đưa ra những cái lời phát ngôn mà hương Nhân nói là không đỡ nổi vẫn cho bà vẫn thả cương cho bà và chúng ta chờ xem xem thử là những cái phản ứng ở bên ngoài như thế nào ngày hôm qua hương nha cũng loan tin quý vị là luật sư của toán Boys, tức là lãnh đạo của Proud Boys, Eric cùng với thêm 4 thành viên của Proud Boys, lâu nay từ tháng 1 cho đến bây giờ đang đối mặt với cái phiên xét xử về tội danh âm mưu nổi loạn, âm mưu nổi loạn chống chính phủ liên quan đến cuộc bạo động điện Capitol ngày 6 tháng 1. Và luật sư của Biz, tức là một trong bốn thành viên của Proud Boys, mới đây đã cho biết là họ sẽ tống trác đòi ông Donald Trump ra làm nhân chứng trong cái phiên xét xử và họ yêu cầu Bộ Tư pháp hỗ trợ họ để tống đạt trác đòi và để bảo đảm là phía ông Donald Trump nhận được trác đòi vào ngày hôm nay thì cũng luật sư của ông bis cho biết là ông hy vọng bộ tư pháp sẽ sớm thông báo là họ đã tống đạt trác đòi cho ông donald trump bên cạnh đó luật sư cũng cho biết là luật sư của ông donald trump chấp nhận cái trác đòi này và đồng ý sẽ để cho thân chủ của họ ra làm nhân chứng trong cái phiên xét xử năm thành viên của proud boys quý vị còn nhớ là ông Donald Trump trong một lần tranh luận tổng thống với ứng cử viên Joe Biden đã kêu gọi tổ chức cực hữu Proud Boys là Stand Back and Stand By có nghĩa là tạm thời đứng yên đó sẵn sàng chờ đợi. Và cái lời của ông Donald Trump với cái tuyên bố này có thể Donald Trump là cậu người cũng nói ngẫu hứng nhưng mà đối với những người trong tổ chức Proud Boys đây được xem là một mệnh lệnh bây giờ như vậy thì theo lời của luật sư này là phía ông donald trump đã nhận được trác đòi và đồng ý là ra làm nhân chứng khai cái mục đích của họ là họ cái mục tiêu của họ là họ hy vọng là trong lời khai của ông donald trump có những cái gợi ý mà từ đó họ sẽ đưa ra cho đưa một cái ấn tượng cho các bồi thẩm viên là Donald Trump mới chính là người đã kích động những thân chủ của họ xông vào điện Capitol. Nhưng mà một số chuyên viên pháp lý thì cho rằng cái ý tưởng mà đưa Donald Trump ra làm nhân chứng trong cái phiên xét xử về âm mưu nổi loạn như vậy. Đây là một ý tưởng rất là yếu. Lý do tại sao? Bởi vì Donald Trump đứng trên bục nhân chứng có thể tuyên bố là ông ta không có hề có ý kêu gọi, ông ta không có hề có ý kích động cho dù ông ta có đưa ra cái lời kêu gọi là về đi về điện capital và chiến đấu hết mình đi chăng nữa thì Donald Trump vẫn có thể cho rằng đó là những cái những cái lời kêu gọi chứ không có phải là kích động bạo lực không có phải là kêu gọi vào đó để phá phách để ngăn chặn ngăn trở Donald Trump có thể có những chiến thuật có những chiến lược bên cạnh đó thì donald trump cũng có thể viện dẫn cái đặc quyền à thưa quý vị viện dẫn tu chính án quyền tu chính án thứ năm để từ chối không trả lời câu hỏi những cái câu hỏi cho nên một số chuyên viên pháp lý cho rằng là cái chiến lược này của các luật sư đại diện cho proud boys có lẽ là không có vững chắc cho lắm và chúng ta chờ xem xem thử như thế nào cũng nhân tiện nói về ông donald trump quý vị còn nhớ là Hương Giang cũng đã loan tin là có cái vụ, có cái thỉnh nguyện yêu cầu tối cao pháp viện là cân nhắc lại. Tức là tái xem xét liệu họ có thể đưa cái vụ kiện. Vụ kiện này là vụ kiện của ông Brunson. Brunson khởi kiện ai? Khởi kiện ba trăm mấy chục nhà lập pháp của Hoa Kỳ. Trong đó có cả Dân Chủ và có cả Cộng Hòa. Khởi kiện đưa, đương kim Tổng thống Joe Biden bà Kamala Harris, ông Mike Pence. Bởi vì họ cho rằng là đặc biệt các nhà lập pháp, tức là ba trăm mấy chục nhà lập pháp, đã không có tập trung vào cái yếu tố là can thiệp từ nước ngoài, mà họ chỉ có tập trung vào điều tra. Và điều tra về, ở đây không có nói là về gian lận bầu cử, mà ở đây nói là cái sự can thiệp của nước ngoài vào bầu cử năm 2020. Họ không có chịu điều tra và đây chính là điều mà đã gây ra thất bại cho ông Donald Trump. Mục tiêu của vụ kiện này là gì? Là trút phế tổng thống Joe Biden và đưa Donald Trump quay trở lại tòa bạch ốc. Khi mà vụ kiện này để lên tòa các tòa cấp dưới thì các Tòa cấp dưới đều cho rằng họ không có thẩm quyền tài phán và cuối cùng đã đi tố cao pháp viện. Và trước đây tố cao pháp viện đặt từ chối xét xử vụ này. Và sau đó thì họ gửi một cái thỉnh nguyện thứ hai yêu cầu Tối cao pháp viện tái cân nhắc để xem có xét xử vụ này hay không thì vào ngày hôm nay Tối cao pháp viện đã đưa ra cái quyết định là họ sẽ không có xét xử vụ này. Và Bronson đã lên mạng Facebook cho biết là Tối cao pháp viện một lần nữa đã bác bỏ cái thỉnh nguyện của họ và ông ta tuyên bố là như vậy chúng ta sẽ chuyển sang cái kế hoạch C tức là kế hoạch A để đơn kế hoạch B là kháng án bây giờ kế hoạch C là gì chưa ai biết được ông ta bảo là cứ kiên nhẫn chờ đợi một vài ngày nữa thì ông ta sẽ cho biết cụ thể hơn và Branson cũng cho biết là họ đã work very hard tức là họ làm việc rất là siêng năng không mệt mỏi để đưa ra những cái chiến lược trong cái vụ này để có thể đưa ông Donald Trump tức là ứng cử viên mà họ bỏ phiếu quay trở lại tòa bạch ốc. Chúng ta chờ xem, tiếp tục chờ xem xem thử thực sự cái kế hoạch cấp plan C của những người này của Nguyên Đơn là như thế nào. Và quý vị có biết là vào ngày hôm nay, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đang vật lộn với một cái vụ kiện Vụ kiện này là vụ kiện của ai? Vụ kiện này là vụ kiện của gia đình Gonzalez Gia đình Gonzalez vào năm 2015 thì có cô con gái là uh, Nohemi Gonzalez đã bị khủng bố ISIS bắn chết tại Paris vào năm 2015 Và năm 2016 thì gia đình của nạn nhân đã để đơn khởi kiện Google bởi vì Google là công ty mẹ của YouTube. Bởi vì họ cáo buộc là Google đã hỗ trợ, đã tiếp tay cho tổ chức khủng bố khi mà họ cho phép giới thiệu những cái đoàn băng của tổ chức khủng bố này trên cái platform của họ, tức là trên YouTube. Và bây giờ thì vào ngày hôm nay thì tố cao pháp viện họ lắng nghe những cái lập luận trong 3 tiếng đồng hồ mà nó liên quan đến một điều khoản đó là điều khoản 230 nằm trong cái đạo luật chuẩn mực truyền thông. Đạo luật chuẩn mực truyền thông được thưa quý vị được đưa ra và bắt đầu có hiệu lực vào năm 1996 nhưng mà theo thời gian những cái điều khoản trong cái đạo luật này dần dần bị tòa án bị thẩm phán Họ xóa bỏ nhưng mà chỉ còn lại duy nhất một điều khoản đó là điều khoản 230. Điều khoản này nó hết sức là quan trọng đối với, với các công ty uh, mạng xã hội như là YouTube, như là Twitter, như là Facebook. Cái điều khoản này nó bảo vệ những cái công ty mạng xã hội như mà hương Nham vừa liệt kê đó không có chịu trách nhiệm bảo vệ họ không phải chịu trách nhiệm về những nội dung của bên thứ ba đăng trên cái nền tảng của họ. Thứ hai nữa là họ có thể remove tức là họ có thể gỡ xuống hoặc xóa những cái nội dung mà đăng trên nền tảng của họ mà không có phù hợp không có đúng theo cái quy định của công ty đó là đây là cái điều khoản mà nó bảo vệ các công ty mạng xã hội lâu nay và một cái điều khoản hết sức là quan trọng thì ngày hôm nay quý vị có biết là các thẩm phán tối cao pháp viện họ đã lắng nghe. Họ lắng nghe nhưng mà có vẻ như là à, có vẻ như quý vị biết là họ rất là lo lắng. Hồi nãy Hương Giang có nói là là họ chật vật bởi vì mình có thể là thấy rõ được trong cái cách đặt câu hỏi cũng như là trong những thưa quý vị, những cái bài tỏ của các thẩm phán là họ lo lắng ở chỗ là gì? đó là đây đây là lần đầu tiên mà tối cao pháp viện được yêu cầu định nghĩa xem thử là cái phạm vi của điều khoản 230 nó nấp nấp bao trùm như thế nào và họ phải xác định là liệu một cái platform một công ty mạng xã hội như là Facebook như là Twitter hay là như là YouTube là có có được bảo vệ khi mà cái thuật toán của họ đã direct tức là đã hướng người sử dụng tới một cái nội dung nào đó hay không. Đây là lần đầu tiên Hương Giang nhắc lại đây là lần đầu tiên mà tối cao pháp viện được yêu cầu là định nghĩa cái phạm vi của điều khoản 230 và xác định là liệu là các công ty mạng xã hội có được bảo vệ khi mà cái thuật toán của họ đã hướng người sử dụng tới một số nội dung cụ thể nào đó hay không và quý vị biết là chúng ta có thể thấy được cái lo lắng của các nhà lập pháp chẳng hạn như là ông Alito thẩm phán bảo thủ hay là bà Jackson thẩm phán à, gọi là thẩm phán cấp tiến thì cả hai thẩm phán này đều bày tỏ là họ bị confused tức là họ không có rõ về cái lập luận mà phía nguyên đơn đưa ra. Còn một thẩm phán khác thì cho rằng là quý vị đang tạo ra hàng loạt những cái vụ kiện nếu như mà đưa ra phán quyết và cho phép cái vụ kiện này tức là có lợi cho còn Gonzales gia đình còn Gonzales thì có nghĩa là tạo ra hàng loạt một cái vụ kiện đối với các công ty mạng xã hội. Còn ông Quý vị biết còn thẩm à, thẩm phán Camano thì ông cho rằng là cái cái phán quyết mà có lợi cho Gonzalez thì nó sẽ nó damage tức là nó làm thiệt hại cho cái nền kinh tế kỹ thuật số. Thì với những cái câu hỏi và những cái bày tỏ từ các thẩm phán như vậy thì chúng ta có thể thấy là chưa chắc là nguyên đơn họ sẽ có một cái phán quyết vào tháng 6 họ sẽ có một cái phán quyết có lợi các tòa cấp dưới ít nhất là hai tòa cấp dưới à, trước đây đã đưa ra phán quyết đứng về phía Google nhưng mà nếu như mà tối cao pháp viện đưa ra phán quyết thì nó sẽ định hình lại cái mạng xã hội mà quý vị biết rồi vào năm 20, 1996 lúc đó internet nó chưa có bùng nổ như bây giờ và nó chưa có các mạng xã hội nó chưa có bùng nổ như vậy có nghĩa là cái landscape của mạng xã hội cái landscape của internet đã thay đổi rất là nhiều kể từ khi mà đạo luật này ra đời vào năm 1996 do đó mà các nhà à, các vị thẩm phán ở tối cao pháp viện bây giờ họ đang rất là bối rối chờ xem thử là thứ vào tháng 6 thì cái phán quyết này nó sẽ như thế nào và liệu phán quyết này nó sẽ tái định hình lại các công ty mạng xã hội tái định hình lại cái việc sử dụng internet của người dùng như thế nào hay không và quý vị còn nhớ là vị thẩm phán bà Eileen Cannon thẩm phán liên bang ở Florida người được ông Donald Trump đưa vào bench tức là đưa vào làm thẩm phán và bà đã đưa ra những cái phán quyết liên quan đến tài liệu mật cái vụ tài liệu mật của ông Donald Trump mà những cái phán quyết của bà những cái quyết định của bà đã bị chỉ trích quá chừng và thậm chí tòa phúc thẩm khu vực 11 đã liên tiếp đưa ra những cái phán quyết mà nói thẳng là trách đúng ra là dạy dỗ thẩm phán Aline Cannon bởi vì bà đã có những cái quyết định mà có lẽ là rõ ràng không có dựa vào những cái căn cứ pháp lý mà dựa vào cái cảm tính và dựa vào cái việc rất hết sức là rõ ràng. Người mà người bên ngoài gọi bà là một thẩm phán maga tức là make America great again có nghĩa là thẩm phán này là thẩm phán for Trump. Thì bây giờ sắp tới bà được giao một cái vụ khác mà vụ khác này cũng mang tính chính trị mà chúng ta biết rồi tài liệu mật của ông Donald Trump. Việc ông Donald Trump đem tài liệu mật từ tòa Bạch Ốc về cất giữ riêng. Bây giờ vẫn chưa có ngã ngủ nhưng mà cái vụ kiện mà liên quan đến 100 tài liệu mật mà FBI thu giữ được trong cái cuộc khám xét vào ngày 8 tháng 8 năm ngoái đó. Thì bà này, bà đưa ra tất cả những cái phán quyết bà đưa ra thì đều trật lấp hết. Bây giờ lại có một cái vụ mang tính chính trị khác nữa đó là David River, à, Rivera là cựu dân biểu của tiểu bang Florida Và ông này đó, ông khởi kiện Khởi kiện ai? Khởi kiện Ủy ban bầu cử liên bang Bởi vì đã phạt ông cái số tiền 465.000 Mỹ Kim Ông ta cho rằng cái số tiền này là cái số tiền phạt quá lớn Lý do tại sao? Quý vị biết là... và vị, xin lỗi vào ngày vào năm 2012 thì ông này đã bị ông này đã sử dụng tiền đã tài trợ cho một uh, ứng cử viên vòng sơ bộ để người này với cái mục đích là ứng cử viên này sẽ làm suy yếu đối thủ dân chủ của ông, đối thủ này đối, đối thủ dân chủ trong cái vòng tổng tuyển cử vào năm 2012. Và chính vì vậy mà ông ta đã bị Ủy ban À, bầu cử liên bang chế tài và quý vị biết là vào năm vào tháng 3 năm ngoái thì cố thẩm phán một cố thẩm phán đó là cố thẩm phán mà à, mà Sia cook mà Sia cook đã đưa ra một phán quyết bắt buộc là rivera phải trả cái số tiền này trả cái số tiền phạt này và bây giờ ông Rivera Ông đã kháng án Và bây giờ cái vụ cái đơn kháng án Thì rơi vào tay bà Eileen Cannon Nhiều người cho rằng Là Rivera đã gặp may mắn Bởi vì Eileen Cannon Bà ta là một thẩm phán Mà như Ngan nói đã đưa ra những cái phán quyết Không đỡ nổi Và bây giờ có lợi cho ông Donald Trump Bất chấp luật pháp Bất chấp hết tất cả những cái gì Bất chấp nền tảng Căn cứ pháp lý và bây giờ Và bên cạnh đó bà ta lại tham gia Bà là thành viên của một Cái uh, xã hội hay là Một cái uh, bảo thủ Ở Florida Và với cái việc mà Cái hồ sơ này rơi vào tay bà Eileen Cannon Thì bên ngoài đánh giá là Chắc chắn sẽ có lợi cho Rivera Nhưng mà quý vị biết là riêng cái ông này đó Cái vụ hình sự của ông Cho đến giờ cũng có một số vấn đề Đó là vào tháng 12 à, Năm ngoái thì ông và bị bắt giữ khi mà đặt chân xuống phi trường Bị bắt giữ ở phi trường Atlanta Sau khi mà có cái bản cáo trạng vào tháng 11 năm ngoái Và quý vị biết là Rivera cùng với một đồng phạm của mình Là đã trình diện, à, đã bị bắt giữ và đã giao nộp cái hộ chiếu Tức giao nộp hộ chiếu cho nhà chức trách Bởi vì nhà chức trách lo sợ là họ sẽ bỏ trốn Nhưng mà cho đến lúc này thì họ vẫn chưa có luật sư đại diện cho nên đây là một cũng là một cái vấn đề mà nó liên quan đến thủ tục à, chính vì vậy mà cái vụ của ông David Rivera nó thu hút sự chú ý rất là nhiều và bây giờ chúng ta quay trở lại cái bản tin lớn nhất đó là liên quan đến Georgia cái cuộc điều tra của đại bộ thẩm đoàn đặc biệt tại tiểu bang Georgia quý vị biết là vừa rồi thì ông tòa tức là thẩm phán tòa thượng thẩm quận Phú Tân ông đã đưa ra cái án lệnh là cho phép công bố công bố ba phần tức là công bố cái phần mở đầu phần kết luận và một phần mà trong đó các bồi thẩm viên họ nói về một số nhân chứng mà họ tin rằng là đã khai man bảy phần còn lại quý vị biết là cái báo cáo kết luận điều tra của Đại bộ thẩm đoàn đặc biệt này. Báo cáo này, họ chỉ Báo cáo này thì nó chỉ có dài 9 trang mà thôi. Và nó dài 9 trang, nhưng mà quý vị biết là có thêm một cái phần phụ lục nữa. Nhưng mà bảy phần còn lại là bảy phần mà trong đó tiết lộ những ai mà đại bộ thẩm đoàn đặc biệt này đề nghị bị truy tố thì vẫn được giữ bí mật. Vào ngày hôm nay thì hãng AP là hãng đầu tiên mà họ đã có một cuộc phỏng vấn với một trong những bồi thẩm viên. Đó là Emily Cole. Emily Cole tham gia vào đại bồi thẩm đoàn đặc biệt này. Và bà quý vị biết là trong cái cuộc phỏng vấn tiết lộ nhiều thông tin. Thứ nhất, bà cho biết là đại bồi thẩm đoàn đặc biệt đề nghị truy tố nhiều người. Bà bảo rằng đây không phải là một danh sách ngắn. Đây không phải là một danh sách ngắn. Và bà cho biết là nếu như mà thẩm phán đồng ý tiết lộ, nếu như thẩm phán tiết lộ những cái phần còn lại trong báo cáo thì có lẽ mọi người sẽ không có gì quá ngạc nhiên. Không có gì phức tạp ở đây quý vị nhớ khi mà nhận được cái câu hỏi là liệu ông donald trump có nằm trong cái danh sách mà đề nghị bị truy tố hay không thì người phụ nữ này đã trả lời một câu hỏi được cho là hết sức khó hiểu bà bảo rằng là người ta sẽ không người ta sẽ không có bị sốc người ta sẽ không có quá ngạc nhiên bởi vì ở đây không có gì phức tạp cả đó là lời của bà Emily Cole và cái lời này quý vị biết là cái tin này ngay lập tức được cái những cái uh, câu trả lời như vậy nhanh ngay lập tức được tuyên được phân tích mổ sẽ rất là nhiều và quý vị có biết là có một cái sự thật thực sự chúng ta cũng chưa có biết rõ là ý nghĩa của bà Emily Cole là gì nhưng mà sự thật một cách hết sức là rõ ràng đó là đại bộ thẩm đoàn đặc biệt đề nghị truy tố nhiều người chứ không phải là một vài người. Bên cạnh đó, bà cũng chia sẻ là đại bồi thẩm đoàn đặc biệt tất cả đều muốn có lời khai của ông Donald Trump. Mặc dù họ biết là những lời khai của ông Donald Trump có thể là không có quan trọng, có thể là những cái lời khai của ông nó không có giá trị nhiều, nhưng mà họ muốn có lời khai của ông Donald Trump. Nhưng mà cuối cùng thì không họ không có và bên cạnh đó thì bà cũng chia sẻ những cái nhận xét của bà về các nhân chứng bà từ chối từ rất là rõ ràng từ chối trả lời những cái câu hỏi là ai có trong cái danh sách bị truy tố đó từ chối trả lời những cái câu hỏi cụ thể mà nó liên quan đến cái báo cáo liên quan đến bảy phần còn lại mà đang được dự kiến bà cho biết là có phần phụ lục và phần phụ lục này dài 8 trang và trong phần phụ lục này thì có những cái điều luật mà được trích dẫn ở trong tất cả mọi điểm mà họ đưa ra ở trong cái bản báo cáo. Bà nhận xét về các nhân chứng chẳng hạn như bà bảo rằng đối với bà bà hết sức là ngạc nhiên về ông Lindsey Graham. Bởi vì thường nghị sĩ Cộng hòa từ tiểu bang South Carolina, ông ta là người đã tìm mọi cách chống lại chác đòi của đài bồi thẩm đoàn đặc biệt này chống lại cho đến cùng đi lên tới tận tối cao pháp viện và đến khi mà thua thì ông ta bắt buộc phải ra điều trần ra trả lời thẩm vấn nhưng mà à, tại cuộc thẩm vấn thì ông ta sẵn sàng hết sức là nhiệt tình nhiệt tình thậm chí còn đùa với các bồi thẩm viên điều này nó nói lên là điều điều gì đây không phải là lời của bà cô nhưng mà cái chia sẻ này nó nói lên một điều là Lindsey Graham cũng có thể là chơi một cái bài cũng giống như Mike Pence hiện nay Mike Pence tuyên bố sẽ chống lại Jack đòi của công tố viên đặc biệt Jack Smith điều tra cái nỗ lực đảo ngược bầu cử của ông Donald Trump sẽ chống lại cho tới cùng cho đến khi lên tới tối cao pháp viện Mike Pence mục tiêu của Mike Pence không có phải là để mà mục tiêu của Mike Pence là muốn cho cử tri căn cứ của Cộng hòa thấy là ông ta chống lại chắc đòi thì phải chăng Hương Giang nhìn thấy có một cái điểm tương đồng Lindsey Graham cũng có thể như vậy ông ta tìm mọi cách chống lại cái chắc đòi đại bồi thẩm đoàn này với cái mục đích cho cử tri của ông ta thấy là ông ta chống lại chứ ông ta không có muốn hợp tác với cái cuộc điều tra này chứng tỏ mình là người cứng rắn bà cô cũng có lời nhận xét đối với chẳng hạn như là tránh thư ký tiểu bang à, Georgia là à, là Raffenberger. bà bảo là ông này hài hước kỳ cục hay là ông thống đốc của tiểu bang Georgia là ông Brian Kemp có vẻ không có vui gì khi đến khi ra điều trần trước đại bồi thẩm đoàn đặc biệt còn Rudy Giuliani thì bà bảo ông từ ông ta từ chối trả lời nhiều câu hỏi mặc dù chứng có dấu có dấu hiệu rõ ràng là ông ta cân nhắc rất là kỹ có nên cứ trả lời cái câu hỏi đó hay không và quý vị biết bà cũng chia sẻ là trong những cái trường hợp như vậy thì công tố viên họ mới đưa ra những cái đoạn băng những cái đoạn băng ngày 6 tháng 1 hay là họ đưa ra những cái đoạn băng của những cái lần phỏng vấn, những cái bài phỏng vấn, những cái cuộc phỏng vấn ở trên truyền hình. Và bên cạnh đó bà cũng chia sẻ đó là miễn trừ, miễn tố. Tức là có một số nhân chứng, các công tố viên đặc biệt À, các công tố viên đã đưa ra cái điều kiện được miễn tố ngay trước đại bồi thẩm đoàn đặc biệt và một số nhân chứng họ đã nhận tức là họ chấp nhận cái điều kiện này để khai, thưa quý vị. Với những cái thông tin mặc dù không có gì cụ thể như vậy, nhưng mà nó cho chúng ta thấy được những cái dấu hiệu là sẽ có những sẽ có những cái thông tin hết sức là gây bất ngờ, hết sức là cụ thể. Mặc dù bà cô bảo rằng không mọi người sẽ sợ không có sốc, có nghĩa là một số diễn dịch rằng Lâu nay chúng ta đã biết rồi chúng ta đã biết những cái thông tin như vậy rồi chúng ta đã biết những người như vậy rồi và có thể đây là ám chỉ tới ông Donald, Donald Trump, Trump không biết được nhưng mà rõ ràng với những cái tiết lộ mặc dù nó sơ sài như vậy nhưng mà chúng nó cho chúng ta thấy một số dấu hiệu bây giờ tất cả mọi quyết định đều nằm trong tay bà fanny willis đại bồi thẩm đoàn đặc biệt họ không có cách thẩm quyền họ không có thẩm quyền là đưa ra cáo trạng họ không có thẩm quyền truy tố nhưng mà thẩm quyền thì nằm trong tay của bà Fanny Willis và nếu như bà Fanny Willis quyết định thì bà sẽ triệu tập một đại bồi thẩm đoàn thông thường và sẽ nghe nghe cái vụ này và sẽ đưa ra quyết định sẽ truy tố ai và chúng ta chờ xem đây là một trong những nơi mà ông Donald Trump gặp phải cái đe dọa pháp lý rất là nghiêm trọng và thưa quý vị đây là bản tin cuối cùng trong phần tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng xin chào và xin hẹn gặp lại